كيف نحفظ القرآن؟ Làm như thế nào để chúng ta thuộc lòng thiên kinh Quran? أول شيء قبل الحفظ لابد أن نصحح قراءة القرآن. Việc đầu tiên trước khi chúng ta muốn bắt đầu việc học thuộc thiên kinh Quran đó là ta phải đọc một cách chính xác. بأن نقرأ مثلا على شيخ أو مدرس للقرآن. Và việc chúng ta đọc một cách chính xác đó, chúng ta phải bắt đầu học từ những vị thầy, những vị sheikh lớn. نحفظ هذه الآيات. Và chúng ta thuộc từng câu kinh. وننظر في تفسير مختصر لا تفسير مطول لهذه الآيات. Và chúng ta hãy đọc và những cuốn phân tích một cách ngắn gọn, một cách dễ dàng nhất. حتى يكون حفظ مع علم وعمل بإذن الله. Nhằm mục đích là chúng ta vừa thuộc, chúng ta vừa hiểu và chúng ta vừa áp dụng nó trong cuộc hành đạo của chúng ta. أهم سورة عندنا هي سورة الفاتحة. Và một chương quan trọng nhất đối với chúng ta đó chính là chương Al-Fatiha. لأنها ركن من أركان الصلاة الذي لا يحسن قراءة الفاتحة صلاته باطلة. Bởi vì nó là một những điều bắt buộc, một những trụ cột nằm trong cuộc hành lễ của chúng ta. Và hành lễ của chúng ta sẽ không có hiệu lực nếu như chúng ta không đọc Al-Fatiha ở trong đó. نعم. بعد هذا نبدأ بقصار السورة. السورة القصيرة قلنا نصحح القراءة وننظر في تفسير مختصر للمعاني الآيات ونستعين بالله على العمل. Và tiếp theo đó chúng ta hãy bắt đầu từ những chương ngắn nhất. Chúng ta hãy đọc nó một cách chính xác. Chúng ta hãy đọc những cuốn phân tích, những cuốn tafsir về nó để chúng ta vừa thuộc và chúng ta vừa hiểu. نعم.